Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Tốt Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày nhé. Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc sinh năm 1987, cô chính thức bước chân vào giới giải trí sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm ngôi sao vào năm 2006. Triệu Lệ Dĩnh được khán giả biết đến vào bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách năm 2011 với vai diễn Tình Nhi, nhưng mãi đến năm 2013 thì cô mới thật sự nổi tiếng nhờ vào bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Những bộ phim sau đó mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia như là Truy Ngư Truyền Kỳ, Bí Mật Của Người Vợ hay Sam Sam Đến Rồi đều nhận được nhiều sự đánh giá cao của khán giả. Những tác phẩm này giúp cô trở thành tiểu hoa nổi tiếng, chứng tỏ danh hiệu tiểu nữ hoàng rating được mọi người đặt cho bấy lâu nay. Mới đây nhất thì bảng thống kê tổng lượt xem trên mạng với các bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai chính nhất phiên, tên tuổi được xếp đầu tiên trên phim và các poster trailer quảng cáo được tung ra. Triệu Lệ Dĩnh đã tạo nên kỳ tích là người đầu tiên trong lịch sử khi tổng lượt xem các bộ phim này trên 180 tỷ. Bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ từng là bộ phim gây bão màn ảnh xứ Trung năm 2013, được Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu một bước thành sao. Cũng nhờ bộ phim này mà Triệu Lệ Dĩnh ngày càng được khán giả chú ý hơn. Cũng chính nhờ tác phẩm này mà nàng tiểu hoa có cơ hội tiếp cận với nhiều dự án phim và có được nhiều vai diễn tốt hơn. Lục Trinh Truyền Kỳ kể về nàng Lục Trinh từ nhỏ thông minh lanh lợi, 10 tuổi theo cha ra ngoài buôn bán, 17 tuổi đã tinh thông đồ gốm, tơ lụa và quản lý các cửa hàng lớn nhỏ trong kinh thành. Dưới sự bức ép của mẹ kế, Lục Trinh đã ứng tuyển vào cung làm cung nữ. Sự nhẫn nại kiên trì cùng trí thông minh của mình, Lục Trinh dần thăng chức và trở thành một nữ quan nhất phẩm, nắm giữ đại cục nước Tề. Song hành cùng đó là một chuyện tình đẹp và cũng không kém phần bi thương của nàng cùng Trường Quảng Vương Điện Hạ. Gần đây thì Lục Trinh Truyền Kỳ một lần nữa được phát sóng lại trên truyền hình, mặc dù chỉ là phát sóng lại, song phim vẫn được khán giả đánh giá rất cao. Không chỉ có thế thì rating phim còn nhanh chóng đạt top 1 sau khi phát sóng không lâu. Có thể nói thì Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, cũng bởi thế nên khán giả ngày càng mong đợi bộ phim Hữu Phỉ lên sóng.